nóng rồi của chú anh chị, tới công chuyện rồi, tới công chuyện nữa rồi. Trời đất ơi, chú Bảy là chuẩn bị là coi như là kiện con gái luôn rồi. Chú Bảy tiền chuẩn bị kiện con gái luôn rồi. Chú Bảy bức xúc quá. Bắt đầu là một số coi như là YouTuber hỗ trợ chú Bảy lần này làm đơn kiện con gái ruột luôn rồi. Trời đất, quỷ thần thiên địa ơi. Máu lửa quá chú Bảy ơi, chú Bảy máu lửa quá. Trời ơi, đã mới đây nè. À, mới đây có một cái thằng mà coi như là YouTuber nó viết lên tab cộng đồng nó như thế này à: với quyền công dân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tôi là YouTuber đã quyết tâm tố giác bà Dung, ông Mỹ, con gái và cháu của ông chú Bảy về hành vi lợi dụng mạng xã hội để gây tổn thương nặng nề tới tinh thần của cha ruột, chú ruột hiện đang nằm tại bệnh viện Phạm Ngọc Thạch với tình trạng sức khỏe yếu, cần lên án mạnh mẽ về các hành vi suy đồi đạo đức và bất hiếu với cha chú của mình với hai đối tượng. Trời đất ơi, là trời, người ta tội phạm hồi nào mà mày kêu hai đối tượng mày mà âm binh hả? Mày mới suy đồi đạo đức đó. Tại thế này là công an người ta chưa kết luận, người ta công an người ta chưa gọi là nó tội phạm hay cái gì hết, tự nhiên mày mày vô mày kết luận người ta là hai đối tượng, mày là đối tượng á nha, đăng ba sàm đăng ba đế đó, hai đối tượng Dung và Mỹ đang cư ngụ nhà số 5 đó, ghê không, đang cư ngụ nhà số 5 luôn nha cô chú anh chị. Chà, lần này lớn à, lần này chắc coi như là phải kêu gọi coi như là tiền luật sư để mà coi như là gì, tiền luật sư để mà coi như là kiện thưa, coi như là tới bến luôn đó chứ. Nước cốt nhũ đường trị đau lưng nhức mỏi đau xương khớp tê bì chân tay thần kinh tọa ha, cực kỳ tốt cho sức khỏe luôn ha. Còn đây là rượu xoa bóp và bông gân chặt tay chặt khớp xương khớp rất là tốt cho người già ha. Ai cần liên hệ số màn hình nha quý vị. Kiểu này là không được rồi cô chú anh chị, kiểu này phải kiện thưa tới bến chứ, kiểu này làm sao mà được cô chú anh chị hả. Kiện thưa tới bến luôn nha, lần này là kiện thưa tới bến luôn á. Trời ơi, chứ chú Bảy mà không nghe sao, bà nhà báo hôm qua nói là chạy ăn từng bữa, chạy ăn từng bữa ha, chạy ăn từng bữa nha cô chú anh chị. Rồi á hả, bây giờ còn chờ viện phí rồi nó chịu sao nổi à, nếu đã vậy thì làm sao mà có tiền để đi kiện. Bây giờ á hả, nào là hoa hậu hoa hè rồi nè, bu vô rồi hoa hậu đất thép rồi đó, nguyên một đám bu vô và mới có tiền đi kiện chứ đúng không. Bu vô kiện coi kiện có ra ngô ra khoai gì không, gán làm cho mọi người ta coi, người ta thấy coi chứ nói không à. Trời ơi là trời, mình ăn ở làm sao mà tới con ruột của mình mà nó còn không đứng về phía mình nữa thì làm sao, đúng không nè. Nó con ruột của mình, nó chính con ruột của mình đó chứ không phải ai xa lạ gì đâu, thấy không. Nó cô chú anh chị nghĩ đi, một người cha mà không có mà không có trách nhiệm với con của mình đó, rồi làm tổn thương con gái mình đó, rồi hỏi cô chú anh chị có con nào mà nó đòi từ cha luôn không, nó từ cha nó luôn. Trời ơi trời, rồi ăn ở làm sao đó mà đợi tới con nó từ mình, rồi bắt đầu nói là tổn thương nặng nề mình, người cha là mình là như vậy, là mình vô trách nhiệm, thấy không. Mình làm cha làm sao mà để con cái nó xem thường mình, là mình coi lại bản thân mình chứ, mình đừng lo trách con mình, đừng lo trách cộng đồng à, không biết này kia cái nọ, không phải không biết, nhìn vô người ta biết hết à. Nhìn vô là người ta biết hết à. Mình ăn ở làm sao, mình sống làm sao hả. Con của người khác á thì mình đi á hả, trời ơi, chiền nhân của cậu, chiền nhân của cậu mà không có máu mủ ruột gà hết trơn, không liên quan gì tới nguyên cái gia đình luôn á. Con của ai ở đâu á, trời ơi, quả đi nuôi tu hú rồi chiền nhân chuyện gì, hát mà cà bẻ cho nó giống nghe mắc mệt, thấy không. Rồi bữa nay tại sao con ruột của mình á nó không quý mến mình hả, nó không nâng niu, nó không gì, nó cũng lớn hết rồi, đúng lý ra tụi nó có gia đình rồi, tụi nó có con có cái rồi, tụi nó cũng biết rằng là tình nghĩa cha mẹ như thế nào, thấy không. Tụi nó dân dân hiền lành mà, tụi nó đâu phải là cái dòng cái thứ mà hả, phường mất dạy hay hoặc là cái gì này kia cái nọ đấy, thì mình nói là có lại cái bản tính của nó. Tụi nó là một cái dân, những con người biết trước biết sau, biết trên biết dưới, biết phải biết quấy. Nếu mà nó không biết phải biết quấy, nó không biết trên biết dưới thì làm sao chị em với nó ngồi với nhau sống với nhau được, tụi em tụi nó thương nhau được, đúng không.
đúng không nè? Tụi nó tức là tụi nó là những người biết chuyện, phải không? Cho nên á, đừng có trách nó, tụi nó, mà hãy là trách bản thân mình đã làm gì cho con mình trong thời gian qua, đã làm như thế nào mà để con mình tới con ra nông nổi này. Đó, bây giờ là xúm nhau hả, làm gì, lên án con, lên án cháu hả? Mình trước khi mình lên án con mình, lên án cháu mình thì mình phải coi lại coi đó, lên án cái điều đó đúng hay sai, điều đó là như thế nào. Chứ không phải mình muốn lên án con cháu mình là mình lên án, mình muốn nói gì là mình nói là cái chuyện của mình, nhưng mà cộng đồng người ta soi xét lại, thấy không? Bản thân mình ăn ở ra làm sao, hai vợ chồng ta nói ăn ở bày hầy như cái gì vậy đó, đúng không? Nó đợt thằng nào nó lên nó phòng nó quay đó, bản thân chứ bản thân mình ấy còn vô trách nhiệm với bản thân mình, ăn ở cái gì đâu mà bày hầy thấy sợ luôn. Rồi bây giờ kêu hả là coi như là hả tổn thất tinh thần nặng nề, rồi tự nhiên con người ta đang bình thường, tự nhiên cái kêu con người ta là đối tượng luôn. Trời ơi trời, như kêu đối tượng nó phải kêu giống thằng Thám Tứ Cao là kêu đối tượng được, tại thằng đó là cái thằng tù treo, hiểu không? Đó phải kêu là kêu đúng cái thằng đó đó, thằng tù treo, thằng đó thằng Thám Tứ Cao là đúng đó, bởi vì nó là tội phạm rồi, nó từng là tội phạm rồi, và hình như bây giờ còn thử thách đó, không biết còn không thì không biết đó, coi lại đi đó, thằng đó đó mọi người gọi nó đối tượng là đúng, bởi vì nó chính là cái thằng mà coi như đã gây ra coi như là mất mát rất là lớn cho người khác, thấy không? Rồi xong sau đó nó bắt đầu là không hả qua thăm nạn nhân, mà lên mạng lúc nào cũng nói đạo đức đạo nghĩa đạo lý chứ. Mà thường thường cô chú anh chị biết rồi, mấy thằng đạo lý thì thường sân sống như cái gì, sống như cái què đất đẻ người ta vậy đó. À, thường thường là vậy, lên mạng lúc nào đeo cà vạt mang kiến để coi như là cho mình qua ra cái tri thức, nó có cận đâu, thấy không? Bởi vậy á, tôi nói cái loại mà vô đạo đức thì nó mới tìm cái loại vô đạo đức chơi chung được. Vì sao? Vì nó bây giờ nó đi binh vực bà Sáu, nó binh vực là coi như là ông Bảy thì nó hiểu rồi, coi chú anh vậy là hiểu rồi, tụi nó tận cùng tần số với nhau thì tụi nó mới chơi chung với nhau được. Còn coi như là mấy đứa này nó không tùng tần số được thì nó không đâu có chơi được, thấy không? Cô chú anh chị đi nghĩ đi, chẳng hạn như chỗ Lon như Mỹ với ngay đó bùm bùm đó, cô chú anh chị nghĩ coi, nếu mà chị em của nó là thuộc cái phường mà coi như là mất dạy hay cái phường hỗn láo hay là như thế này thế kia thì làm sao mà xã hội này không biết, đúng không? Những người gần người ta biết hết đó, rồi làm sao chị em nó đùm bọc cu mang lẫn nhau mà sống được, đúng không nè? Cho nên á, mấy chỗ cái ông cha ông chú, ông cha ruột với ông chú này mà ông trách, ông phải trách bản thân ông, trách bản thân mình trước, tại sao mình ăn ở sao mà con cháu mình nó còn thèm ngó ngàng gì tới mình, và thậm chí coi như là nó còn căm phẫn hơn nữa. Tại sao? Tại mình đi tranh giành, tụi nó thấy cái điều đó là sai, tụi đều thấy cái điều tranh giành với chị của nó là sai. Tại sao? Nó mình người nhà nó, nếu mình giành được cái nhà đó thì đằng nào cũng cha cũng mẹ, không lẽ được không được ít. Nhưng mà tụi nó thấy cái điều đó là mình làm sai, tụi nó không thể nào ủng hộ cái sai đó được đó. Vì cái lẽ đó mình đánh giá nhiêu đó thôi là thấy là đạo đức con người nó khác nhau cho chỗ nào rồi, đúng không cô chú anh chị? Cho nên á, cái người này, cái ông Bảy này nè, ông muốn trách á thì ông nên trách bản thân ông, vì sao đã làm ra cái điều này, và vì sao có ngày hôm nay, vì bản thân ông sống vô trách nhiệm, sinh con sinh cái ra có nuôi có nắng gì đâu, người này người kia gửi người này gửi người kia, rồi con cái tự bươi tự sống, tự đi làm, tự đi học đại học, rồi tự coi như là mua xe mua cộ cô chú ngoài hỗ trợ, còn cha mình thì không có miếng nào hết chứ đó. Rồi bài đặt lên nó đạo lý vân vân và may nữa, thậm chí con mình vẫn đi làm mà coi như là cái tiền xe thôi mà cũng không có tiền xe về, con Lon nó phải gửi ra để coi như là hả đi xe về đó, thì làm sao nó có sự tôn trọng được. Cho nên á, trước khi trách người ta hãy trách bản thân mình trước cái đã, trách bản thân mình trước rồi hãy trách người khác nha, đừng có nên mà coi như là hả lo đi trách người khác rồi bắt đầu là hả coi mình là hả giống như là cái gì đó là nó hả quan trọng. Mình không có quan trọng đối với ai đâu nha chú Bảy nha, chú chỉ quan trọng đến người cần quan trọng thôi chứ chú không quan trọng với ai á.
chú chỉ quan trọng với cái thằng mà truyền nhân của cậu Nam Á. Nghe em hát về Bạc Liêu mà lông anh cái miệng nó móm mà nó gán nó hóa rồi. Nghe em hát về Bạc Liêu mà lòng anh nhớ thương em nhiều. Nhà cô hai ở miệt nhà ra đó 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 đó. Gán cà bẻ vậy đó cho nó giống. Truyền nhân cái gì? Trời ơi trời. Mày cái thứ mà truyền nước biển với truyền nhân cái gì? Cái thứ đó. Truyền nhân cái gì mà có dòng họ máu mủ ruột rài vậy đó mà truyền với trả nhân. Thấy không? Nó cái thứ tôi quay là đi chỉ đi truyền nước biển thôi chứ không có truyền nhân gì ở đây chứ. Đúng không cô chú anh chị? Đó, cho nên là tôi thấy cái điều mà lên ca ngợi thằng con đó, ca ngợi hả bla bla các kiểu, tôi thấy cái chuyện nó rất là xàm xí. Hết sức là xàm xí luôn cô chú anh chị nha. Cho nên đừng có nói là truyền nhân truyền nhiệt chứ bay cái chỉ đi truyền nước biển là hay thôi là được thôi chứ không có chuyện gì đâu nha. Rồi đó, những gì mà tôi cũng muốn chia sẻ đến tất cả của chú anh chị để coi như là mình thấy mình lên tiếng về cái vấn đề mà cái như là tranh giành tài sản nhà ông Năm đó. Có một năm mấy qua thì cũng rất là nhiều dông phong ba bão tố, những người ủng hộ và những người coi như là đến đó để nắm bắt thông tin rồi xong quay xe, rồi có một số người thì gọi là coi như là ăn cháo đá bát, đến đó rồi bắt đầu là nhờ giả sai khiến, coi như là không điều khiển được Hồng Loan thì bắt đầu là quay xe nói xấu. Những kẻ đó chúng ta xem thường họ đi cô chú anh chị, bởi vì những con người này không có đáng trân trọng, không có đáng quý trọng gì ở đây, chứ nó chỉ là những kẻ mà coi như là bú phèm kiếm like kiếm view rồi đến xa, tiếp cận Hồng Loan rồi không được họ quay xe thế thôi. Chứ còn những người mà yêu quý, những người mà yêu mến thật sự, ta bảo vệ thật sự là cái lẽ đúng, đương nhiên là cái điều đúng. Còn những kẻ mà coi như là rắp tâm quay xe mà coi như làm những điều sằng bậy này kia nọ đó, thì tới giờ điểm này thì em cũng nói với cô chú anh chị rằng là nên xem lại ha những kẻ này. Để một lần nữa em cũng xin cảm ơn tất cả của chú anh chị, hẹn gặp lại tất cả của chú anh chị trong những video tiếp theo. Bye bye cả nhà mình. Nước cốt nhỏ ủ đường trị đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp, tê bì chân tay, đau thần kinh tọa của chú anh chị ha. Ai cần thì liên hệ trên số Zalo màn hình của bánh mì ha. Cái này là cực kỳ tốt, đây là sản phẩm nhà em làm nha, yên tâm về chất lượng ha. Đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp, tê bì chân tay, đau thần kinh tọa cực kỳ tốt ha, cực kỳ tốt. Trong uống ha, đây là uống, đây là nước cốt nhỏ, nó hương vị của nó là chua chua ngọt ngọt, rất là dễ uống. Còn đây, đây là cao so bóp, sản phẩm mới của gia đình. Cái này là cũng là sản phẩm gia truyền nha. Này là rượu so bóp ha, bị chật khớp nè, rồi bong gân nè. À, những người mà bị có như là thể thao, chơi thể thao mà bị bong gân này kia cái nọ, hay qua là phù nề sưng rồi đó, thì sức cái rượu gia truyền này là cực kỳ tốt nha, cực kỳ tốt luôn, tan máu ầm cực kỳ tốt ha. Ai cần thì cô chú anh chị cứ mạnh dạn nha. Một chai của nó là 135.000, 135.000 bao ship toàn quốc ha cô chú anh chị. Đó, sản phẩm nhà em tự nói chung là gia truyền nha, sản phẩm gia truyền ha, rượu sô bóp ha. Còn nước cốt nhào là 300.000 ha, cũng bao ship toàn quốc luôn. Đó, cũng bao ship toàn quốc luôn. Coi như là trị đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp, tê bì chân tay, đau thần kinh tọa, một chai này, một chai nhào là 300.000. Còn chai rượu sô bóp 135.000 cũng bao ship toàn quốc luôn nha cô chú anh chị. Anh chị nào có nhu cầu thì cứ liên hệ số Zalo trên màn hình nha. Rồi một lần nữa xin cảm ơn quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị.